Xin chào mọi người. Chính thành ở rễ Dương Thanh tâm chương 5878 đến chương 5887. Dương Thanh không muốn chuyện này xảy ra, cho nên vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để chống lại cổ võ thượng giới. Thế nhưng là đám cường giả hữu thành này là 5 lần 7 lượt đến tìm anh gây hấn. Trước đó đầu tiên là đi Bạch Hổ Thành muốn cướp đi những chuỗi Phật châu mà anh có được từ trong tay tông chủ Cực Võ Tông. Bây giờ càng là kéo theo đội ngũ với vô số cường giả truy sát theo anh, muốn đưa anh vào chỗ chết. Dương Thanh thực sự không hiểu rõ đám gia hỏa này vì sao lại thích khiêu khích với mình như thế. Đồng thời ở nơi này, Dương Thanh cũng âm thầm phát thệ trong lòng, chỉ cần hôm nay có thể thoát được từ trong tay bọn gia hỏa này, đợi 10 ngày anh khôi phục trở lại thì sẽ lập tức đại khai sát giới với toàn bộ Quy Vũ Thành. Đối mặt với đám cường giả này, Dương Thanh không cách nào giết hết được bọn hắn. Nhưng những cường giả này ngày bình thường cũng sẽ không thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, cho nên chỉ cần bọn hắn tách nhau ra, Dương Thanh liền có thể trong vài phút đem từng tên bọn hắn giết chết. Lúc này đám người Quy Vũ Thành nghe được lời đe dọa của Dương Thanh lại liên tục cười lạnh. Bọn hắn mặc dù chấn kinh thực lực của Dương Thanh, nhưng lúc này thấy Dương Thanh không làm gì được bọn hắn, ý sợ hãi trong lòng bọn hắn cũng càng lúc càng nhạt đi, đồng thời càng đánh càng hăng. Các cường giả Huyền Thành một bên điên cuồng công kích Dương Thanh, một bên gào thét với Dương Thanh: "Tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí này vậy chứ? Còn muốn sau một ngày giết sạch chúng ta nữa sao? Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể còn sống sót rời khỏi nơi này được sao? Tiểu tử, hôm nay có ta ở đây, ta không chỉ muốn giết ngươi mà ta còn muốn khiến cho ngươi thần hồn câu diệt, để ngươi vẫn thế không được siêu sinh. Muốn giết chúng ta đời này không có cơ hội, mà kiếp sau ngươi cũng không có cơ hội. Lần trước tại Bạch Hổ Thành là chúng ta chủ quan mới khiến cho tiểu tử ngươi may mắn sống lâu thêm một thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Nhìn sang Dương Thanh liên tiếp bị bức cho lui về phía sau, các cường giả Huyền Thành đều tràn đầy niềm tin. Dương Thanh bất đắc dĩ đến cực điểm, bọn gia hỏa này hiện tại mềm không được cứng không xong, Dương Thanh cũng chỉ đành từ bỏ thuyết phục, đành phải tiếp tục bộc phát công kích. Từ từ hai mắt Dương Thanh càng lúc càng đỏ, cuối cùng ngay cả con người đều biến thành đỏ rực, nhìn qua mười phần khủng bố. Đồng thời trong lúc này, uy lực ma đạo trên thân Dương Thanh cuồn cuộn tuôn ra, ngay cả tóc đều biến thành màu đỏ. Thời khắc này Dương Thanh đã tức giận đến cực điểm, anh không cách nào để bọn gia hỏa trước mắt này dừng tay, cho nên chỉ có thể triệt để bộc phát trực tiếp đại khai sát giới. Thiên thực kiếm trong tay Dương Thanh dường như cũng bị thức tỉnh, nó giống như khao khát được thôn phệ máu tươi, không ngừng phát ra tiếng kiếm reo trầm đục khẽ rung động trong tay Dương Thanh. Thấy cảnh này, đám người Hữu Thành nhất thời liền trợn tròn hai mắt, bọn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Ngay cả Cao Chấn Xương vừa thoáng thả lỏng người, lúc này cũng sửng sốt trợn to mắt nhìn Dương Thanh. Cao Chấn Xương run rẩy đó ra, trước kia liền nghe nói gia hỏa này dường như là một ma tu, không nghĩ tới quả nhiên là như thế, mà khí trên người hắn vậy mà nồng đậm đến mức này, khó trách thực lực của hắn kinh khủng như vậy, đúng là một ma tu mà. Ma tu tại cổ võ trung giới tựa như chuột chạy qua đường mà người người kêu đánh kêu giết. Chẳng qua điều này cũng không đại biểu là ma tu yếu ớt như chuột, ngược lại là vì ma tu quá mức khủng bố. Bọn hắn bởi vì biết ma tu khủng bố, biết bản thân mình yếu nhược, lo lắng sẽ bị ma tu hành hạ tới chết, cho nên mới muốn đem ma tu giết sạch. Về sau này rất ít khi nhìn thấy được đệ tử ma tu, nhưng truyền thuyết kinh khủng liên quan tới ma tu bọn hắn vẫn nhớ kỹ rõ ràng. Bây giờ đám người tại trên thân Dương Thanh cảm nhận được uy lực ma đạo nồng đậm, cho nên vô thức liền cho rằng Dương Thanh chính là một ma tu, nhưng lại không người nào biết được là vì trong cơ thể Dương Thanh có được ma huyết. Trong lúc nhất thời, khí tức trên thân Dương Thanh cũng đang cực tốc tăng lên. Dương Thanh đem chính thần quyết vận chuyển tới mức cực hạn, phàm là công pháp và bí thuật anh có thể thi triển, Dương Thanh đều kích phát tất cả. Anh hết sức rõ ràng, nếu không bộc phát toàn lực, căn bản là không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này, ngay cả chạy trốn đều mười phần khó khăn. Cho nên Dương Thanh cho rằng có thể giải quyết được càng nhiều càng tốt, chỉ ít thì mình cũng đã cố gắng toàn lực, nếu không một khi trực tiếp bị giết chết mà mình vẫn chưa bộc phát ra toàn lực, vậy có chết cũng sẽ hối hận. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được thực lực của Dương Thanh đang nhanh chóng tăng lên,
Niềm vui vừa hiện lên trên khuôn mặt bọn hắn, trong nháy mắt cũng lần nữa biến thành ngưng trọng. Trước đó, bọn hắn đã cảm nhận được thực lực của Dương Thanh còn mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Sở dĩ dám kêu gào với Dương Thanh cũng là vì dựa vào vô số đồng bọn bên người, cùng có Cao Chính Xương vừa cho bọn hắn uống một liều thuốc an thần. Như là hiện tại, bọn hắn phát hiện ra trong mắt Cao Chính Xương cũng đã hiện lên một tia sợ hãi đối với Dương Thanh. Điều này khiến cho bọn hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Đến lúc này, Cao Chính Xương rống to, nhất định phải giết chết hắn. Tôi đó không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không đến người ma tu biết chuyện này, sợ là toàn bộ Huyền Quốc Thành chúng ta thực sự sẽ gặp ách nạn. Lần này, ngay cả Hoa Thế Long đều do dự, không còn tiếp tục ngăn cản đám người giết Dương Thanh. Sau một phen trầm tư, Mã Thái Long lại cố kiên trì một lần nữa gào lên với Dương Thanh. Tiểu tử, người cũng nhìn ra được, nơi đây đã không còn một ai nguyện ý để người sống sót. Ta mặc dù không cách nào ngăn cản một hắn giết chết người, nhưng ta cam đoan tuyệt đối có thể lưu lại cho người một cái chết toàn thây. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là người phải nói cho ta biết gốc thảo dược kia đến cùng đã bị người giấu ở nơi nào. Dương Thanh thời khắc này gần như đã sắp mất đi lý trí. Vì để cho thực lực bản thân mình có thể hoàn toàn phát huy đến trạng thái đỉnh cao nhất, Dương Thanh để không dùng đến trấn ma kinh đi áp chế chính mình. Cho nên đối với lời nói này của Ma Thái Long, Dương Thanh căn bản không nghe lọt mảy may một chút lời nào. Trong mắt cùng toàn thân Dương Thanh, tất cả đều là sát khí lạnh như băng, tựa như một tôn sát thần. Cả Dương Sương không vui liếc mắt nhìn Ma Thái Long hừ đầu tiếng. Mã tông chủ, bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn xoan suýt từ gốc thảo dược kia? Ngươi lúc này phải vì mọi người mà suy nghĩ, nếu không nhanh chóng đem đại ma đầu này diệt sát thì toàn bộ Huyền Mối Thành chúng ta đã sẽ rất phiền phức. Ngươi cũng nhanh bộc phát toàn lực đi, giết chết tên hỗn đản này đi, đừng để mọi người thất vọng đối với ngươi. Nghe được lời chỉ trích của Cao Chính Xương, Mã Thái Long khóe miệng không mang co rút lại. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Cao Chính Xương lại đang cố tình khơi dậy sự tức giận của những cường giả hưởng thành đối với hắn. Quả nhiên những cường giả khác lập tức nói với Mã Thái Long: các thành chủ nó không sai, chúng ta bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy. So với thảo dược của bản thân chủ ngươi, ta nghĩ tính mạng của mọi người chúng ta mới là quan trọng nhất. Ta trước tiên cứ giải quyết đại ma đầu này, sau đó hãy nói những chuyện khác. Nên ngay cả tính mạng đều không có, còn muốn những vật khác còn làm được cái gì chứ? Mã tông chủ, nhanh bộc phát toàn lực của ngươi đi, cùng tất cả mọi người cố gắng đánh giết đại ma đầu kia. Đám cường giả này hiện tại đang khi nói chuyện đều là đang cẩn thận từ lý thường tí tiến hành công kích Dương Thanh. Thấy Mã Thái Long cứ mãi do dự khiến những cường giả này cảm thấy mười phần khó chịu. Mã Thái Long tức giận liếc mắt nhìn Cao Chính Xương cười lại một tiếng, đánh phát bộc phát ra thực lực mạnh hơn đối phó với Dương Thanh. Âm âm, mà Dương Thanh bên kia giờ phút này đã bộc phát ra thực lực tương đương với cường giả có tu vi thất phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Thế là kiếm không ngừng bay múa, đầu hai tên cường giả trước mặt anh nháy mắt đã trực tiếp rơi xuống trên mặt đất.